Xin chào tất cả các bạn, không thể phủ nhận rằng trên thế giới này, con người là loài thông minh nhất với khả năng sử dụng ngôn ngữ, tư duy, phân tích và sáng tạo. Nhưng bên cạnh đó có những loài khác mà trí thông minh của chúng còn vượt quá ngưỡng hiểu biết của con người. Có những kỹ năng mà con người không thể đạt được như chúng. Có những loài cực kỳ thông minh đến mức khiến cho con người cũng phải thán phục. Top 10 loài động vật thông minh nhất trên thế giới dưới đây sẽ khiến cho bạn không khỏi bất ngờ đấy. Số 10, chuột Chuột là một loài vật có cả một cuộc đời sống chui sống lủi trong xó bếp, trong hang hốc và có mặt ở khắp các lục địa trên thế giới, trừ châu Nam Cực. Chuột là thiên địch với họ của nhà mèo. Chúng có tốc độ đẻ nhanh kinh hoàng và là chuyên gia phá hoại mùa màng. Con người thì đến 90% không thích chuột bởi vì nó bẩn và tàn phá, nhưng mà trong bộ não nhỏ bé của nó chứa chìa khóa để mở bất cứ cánh cửa nào. Gần đây, những chú chuột đã cho thấy khả năng và trình độ của mình thông qua việc là đi tìm những sơ hở về mặt cấu trúc trong mọi công trình. Ngay cả những phòng nghiên cứu khoa học đi chăng nữa, dù có bao nhiêu bẫy hoặc là xây kiên cố như thế nào đi nữa thì lâu lâu lại thấy có một bầy chuột đi ra đi vào. Chúng thực sự làm cho các nhà khoa học cảm thấy kém cỏi trong việc đặt bẫy của mình. Siêu khéo léo, thuần thục như một ninja chính hiệu. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng chuột cũng có máu buồn, chúng tự ý thức được và thậm chí là cũng mơ như là con người. Đặc biệt là trong văn hóa của Trung Hoa, chuột là loài vật được đặc biệt tôn kính bởi đặc tính khéo léo và tháo vát của mình. Số 9. Bạch tuộc Bạch tuộc là động vật không xương sống, trên cơ thể dính đầy nhớt nhãi. Chúng lặng lẽ bơi khắp các dạng san hô, có mặt ở mọi tầng lớp của biển. Và trong các loài động vật không xương sống ở dưới đáy đại dương thì bạch tuộc là thông minh nhất. Cho đến tận ngày nay, dù nghiên cứu đã lâu nhưng các nhà khoa học vẫn chưa tìm được hết những điều kỳ diệu mà bạch tuộc có thể làm được. Chúng ta có thể coi, bạch tuộc các nhà khoa học cũng từng thử nghiệm cho bạch tuộc phân biệt giữa hai người có tính cách trái ngược nhau, một người lạnh lùng và một người rất dễ gần. Và thế là trong một thời gian ngắn sau đó, con bạch tuộc này đã tỏ ra thờ ơ lờ đi với người lạnh lùng này, ngược lại chúng vui vẻ tiếp xúc với những người dễ gần mà nó đã gặp trước đó. 8. Chim bồ câu. Chim bồ câu là biểu tượng của nền hòa bình thế giới, chúng rất được ưa chuộng trong việc đưa thư thời chiến tranh cổ. Chúng xuất hiện hầu hết và nhiều nhất ở những thành phố lớn của vùng Bắc Mỹ. Chim bồ câu là một trong những loài động vật được đánh giá là thông minh trên thế giới. Tuy rằng là mật độ số lượng của chim bồ câu hơi nhiều và đôi khi gây ra một số phiền phức cho những người xung quanh, nhưng mà người ta không thể không phủ nhận rằng chúng làm được khá nhiều việc. Bộ não của chim bồ câu có kích cỡ chỉ bằng một hạt đậu. Chúng có khả năng nhận dạng mình ở trong gương, ghi nhớ hàng trăm các bức ảnh khác nhau, phân loại các vật thể và thậm chí là nêu tên các vật thể ấy định hướng được đường bay ngắn nhất, chuẩn xác nhất và tốn ít năng lượng nhất. Thế nên chim bồ câu cũng đã trở thành một trong những loài vật được chào đón nhất của vô số thí nghiệm khoa học. Số 7. Sóc Kẻ thù của những người làm vườn đó chính là những chú sóc, bởi vì chúng khá bướng bỉnh. Sở hữu độ nhanh nhạy trong từng bước nhảy, sự tính toán liên kết với trí nhớ hoàn hảo của chúng đã từng không ít lần làm những người trong ngành trồng trọt đau đầu nếu những con sóc này hóa thành người thì chúng có thể được ví như những tướng chỉ huy hàng đầu vì sự lập chiến thuật ấn tượng và táo bạo cùng những thủ thuật cực mạnh để sống sót sóc thích nghi nhanh với môi trường sống của chúng ăn được nhiều loại thức ăn từ hoa lá canh cho tới các loài hạt và cả những thức ăn của gia súc gia cầm không chỉ dừng lại ở đó thói quen cần cù tiết kiệm của chúng khiến cho chúng không bao giờ bị đói vì tổ của chúng luôn chứa đầy thức ăn mặc dù chúng chả bao giờ thỏa mãn tính đầy đủ của mình các nhà khoa học nhận định rằng sóc có khả năng che giấu thực phẩm của chúng một cách tinh vi và khéo léo như những tên trộm đầy tiềm năng. 6. Lợn Lợn là loài vật hiền lành và dễ tính cũng như siêu lười nhất trên thế giới. Có rất nhiều loại lợn nhưng trong đó có loài lợn cảnh là thú nuôi trong nhà được mệnh danh là có trí thông minh nhất trên thế giới. Lợn dễ nuôi, dễ chăm sóc, cho gì cũng ăn, đây là đặc điểm mà nhiều người thích chúng, nhưng chúng chọn đồ ăn cũng rất ác liệt vì chúng biết đồ ăn nào độc hay không độc. Chúng còn có khả năng sử dụng gương để tìm thức ăn bị giấu và có chiến thuật riêng để đánh lừa những con trong bầy để được ăn nhiều hơn. Lợn cũng là một trong những loài thích nghi với môi trường sống mới lạ một cách nhanh nhất. Theo các nhà khoa học, lợn sở hữu trí nhớ dài hạn siêu tuyệt đỉnh. Chúng có khả năng định vị được đồ vật và giải quyết những thử thách khó khăn như tìm đường thoát ra khỏi mê cung. 5. Quả Quả, loài chim chấp hành luật giao thông nghiêm chỉnh nhất trên thế giới. Quả là loài chim đi bộ qua đường khi đèn đỏ nhìn chúng như những chiếc rẻ rách vậy. Tuy nhiên, các nhà khoa học lại đánh giá cao về chúng trong việc khả năng nhận biết và phân tách các loại tín hiệu một cách nhanh chóng. Quả được xếp vào nhóm động vật thông minh nhất trên thế giới. Chúng cũng là loài vật duy nhất không thuộc linh trưởng mà có thể tạo ra và sử dụng được công cụ lao động. Ví dụ trong nhiều thí nghiệm, quạ có thể dùng que củi để móc thức ăn ngoài tầm với của chúng. Ngoài ra, chúng còn bẻ cong thanh kim loại mỏng để làm công cụ, mặc dù trước đó chúng chưa hề được tiếp xúc qua ngoài ra quạ còn biết dùng lực của những chiếc lốp ô tô đi trên đường để đe vỡ hạt loại cây nào đó và làm lộ ra thức ăn của chúng bên trong hạt và đấy khi đèn đỏ chúng ra nhặt về ăn rất lịch sự quạ cũng có thể giao tiếp với con người và nhận biết tiếng nói của họ chơi các trò chơi cùng với con người và thậm chí là chúng còn biết bịp bợm nữa chúng là tay bịp hàng đầu thế giới vì chúng rất thích chơi khăm các loài động vật khác trong số đó điển hình là con người 4. Voi. Voi là loài động vật to lớn nhất trên cạn và cũng là loài đang được liệt vào danh sách đỏ những động vật sắp bị tuyệt chủng. Voi cũng là loài vật được đánh giá có trí thông minh không phải dạng vừa. Voi sống vô cùng điềm đạm và thanh lịch. Đôi khi ta thấy chúng có những nét văn hóa riêng rất đặc sắc, biết làm sạch thức ăn theo nhiều cách khác nhau và sử dụng nhiều công cụ khác nhau để làm những việc khác nhau. Học được cực kỳ nhiều ký hiệu mà con người dạy bảo và biết quan tâm chăm sóc đồng loại cũng như mang cả tình yêu thương để bao bọc loài động vật khác. Đặc biệt, voi còn có khả năng phân biệt được ngôn ngữ và giọng nói của con người. Cụ thể các nhà khoa học đã ghi âm âm thanh của nhiều nhóm người thuộc bộ tộc thiểu số chuyên săn bắt voi ở châu Phi và sau đó phát ra cho voi nghe. Khi chúng nghe đoạn ghi âm ấy, chúng vô cùng hoảng sợ và tìm mọi cách để chạy trốn. Ngược lại với những đoạn ghi âm có nội dung khác, chúng hầu như không thay đổi vị trí đứng. Sau đó, các nhà khoa học tiếp tục ghi âm nhiều đối tượng khác nhau như đàn ông, phụ nữ, trẻ em trong nhóm bộ tộc chuyên săn bắt voi đó. Khi cho voi nghe, chúng chỉ sợ duy nhất tiếng của đàn ông trong bộ tộc. 3. Đười ươi Không lạ gì khi đười ươi lọt vào top 3 những loài động vật thông minh nhất thế giới. Chúng còn được xếp loại trí thông minh chỉ đứng sau con người. Mặc dù vẫn có nhiều cuộc tranh cãi xảy ra, nhưng những gì chúng thể hiện được cho là không thể chối bỏ đười ươi sống như một cộng đồng con người sống bầy đàn chúng có người chỉ huy riêng và lãnh đạo riêng bộ não của chúng gần như là con người và có chức năng vượt trội hơn so với những loài khác chúng biết cách chế tạo và sử dụng những công cụ đến từ tự nhiên khả năng làm mẹ của đười ươi cái không thua kém bất cứ một ba mẹ nào trên thế giới đười ươi còn có cách liên lạc khác nhau rất riêng biệt không thua kém chiếc điện thoại của loài người tí nào Đứa con còn có khả năng sử dụng những công cụ trong tự nhiên. Chúng biết sử dụng các công cụ như gậy để bắt các con mối, kiến và ong. Ngoài ra, chúng còn sử dụng những chiếc lá làm coi. Những chiếc lá ấy được chúng lấy từ những cành cây để làm thay đổi tần số của tiếng kêu, giúp cho chúng cảnh báo được cho nhau hay khi chúng bị đe dọa hoặc để tránh động vật ăn thịt khác. Số 2. Cá heo cá heo là một trong số những động vật thông minh dưới đại dương và được con người biết đến nhiều nhờ cá heo thân thiện và thái độ tinh nghịch chúng thông minh là thế nhưng lại phải làm hề ở bể bơi cá heo là động vật sống theo bầy đàn và có tính xã hội cao trật tự kỳ cương rất chuyên nghiệp chúng có ngôn ngữ riêng nhưng hiện nay con người đã có phương thức để hiểu được chúng cá heo có thể ghi nhớ tất cả các hành vi của con người và phân tích chúng theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực chúng còn có thể làm nhiều việc khác nhau như là huýt sáo lướt sóng đua xe kéo sợi Ngoài ra các nhà khoa học còn phát hiện ra rằng cá heo cũng có siêu nhận thức được như con người, chúng có khả năng lĩnh hội ngôn ngữ và biết cảm thông. Đặc biệt cá heo còn sở hữu cho nó khả năng ghi nhớ đáng nể. Mỗi loài cá heo sẽ phát ra những tín hiệu âm thanh riêng biệt để phân biệt với các loài còn lại, thậm chí những con cá heo mũi chai có thể ghi nhớ âm thanh của đồng loại chúng trong suốt khoảng thời gian 20 năm trời. Số 1, Tình tình Đứng vị trí ở top 1 trên thế giới, loài vật có trí thông minh cao nhất, không thể khác hơn đó chính là tinh tinh. Chúng thuộc họ nhà khỉ lớn. Những điều mà chúng làm được đã làm không ít những nhà khoa học nghĩ rằng loài người là tiến hóa từ chúng. Một điều bất ngờ là tinh tinh có họ hàng gần gũi nhất của con người với bộ nhiễm sắc thể giống nhau đến 99%. Chúng dường như đã biết cách làm và sử dụng công cụ từ rất lâu đời. Chúng có khả năng làm xiên để săn bắt động vật khác lấy thịt, thậm chí là chúng còn tạo ra dụng cụ chuyên dụng để bắt kiến làm thức ăn cho chúng ngoài ra chúng còn có khả năng giải quyết các vấn đề cá nhân phức tạp một cách nhanh chóng có tập tính sống bầy đàn cực cao tính kỷ luật vô cùng nặng nề và con đầu đàn quyết định mọi việc cho cả đàn chúng có khả năng giao tiếp với con người qua những biểu hiện đơn giản và một số ký hiệu khi được dạy dỗ trí nhớ của chúng vô cùng tốt nếu gặp bạn lần đầu tiên thì đến chục năm sau chúng vẫn nhận ra bạn điều đặc biệt là ở chúng là chúng có thể biểu đạt được ý nghĩ của mình cho con người thông qua những mô hình mà con người làm Vâng, trên đây là top 10 loài vật thông minh nhất hành tinh mà chúng mình đã giới thiệu đến các bạn. Chắc hẳn là các bạn đã rất ngạc nhiên khi xem hết video trên đây đúng không nào? Thế giới loài vật quả là một điều gì đó khiến cho chúng ta bất ngờ phải không? Bạn có ngạc nhiên không khi mà biết được những điều này? Nếu các bạn biết còn loài vật nào thông minh hơn bất cứ loài vật nào trên đây, hãy đóng góp ý kiến vào thêm cho chúng mình nhé.